giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng FPT Play. Xin kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Chúng ta đang đến với các hình ảnh tại sân vận động Long An để cùng theo dõi trận đấu thuộc vòng 10 của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 giữa đội chủ nhà Long An cùng với các vị khách là PVF CND. Với đội chủ nhà Long An, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức sẽ ra quân với người trấn giữ trong khung thành là thủ môn mang áo số 1 Trần Nhật Hà. Các cầu thủ bao gồm có số 14 Trần Văn Thanh, Huỳnh Văn Thanh, số 17 Ngô Hoàng Anh, số 20 Dương Anh Tú, số 24 Nguyễn Tài Lộc, số 27 Khắc Vũ, số 36 Trọng Hóa, số 75 Văn Nhuần, số 81 Duy Thắng, số 90 là đội trưởng Tấn Tài và số 99 là Thái Minh Thuận. Ngày hôm nay đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức sẽ tiếp tục chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-4-2. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Trung vẫn đang nằm trong top đầu và mọi thứ vẫn nằm trong quyền tự quyết của PVF CDD để cho một suất lên chơi tại V-League năm sau. Và đội ra quân của họ trong trận đấu này sẽ bao gồm có thủ thành Phí Bình Long áo số 33. Các cầu thủ bao gồm có số 3 là Bình Đoàn, số 5 Viết Phú, số 6 Ngọc Tĩnh, số 11 Thanh Nhàn, số 14 Xuân Bắc, số 15 Đức Nam, số 19 Đức Phú đội trưởng, số 23 Lê Minh Bình, số 27 Trần Ngọc Sơn, số 32 là Đào Văn Trưởng. Và như vậy là trận đấu của chúng ta bắt đầu. Trận đấu thuộc vòng 10 giải hạng nhất bia sao vàng 2023 giữa câu lạc bộ Long An và PVF CND. Long An đang cố gắng tấn công biên và thực hiện những bài đánh bóng bổng xuất xa. Đó là pha xử lý tương đối là táo bạo đến số 75 Văn Nhuần. Hoàng Anh đánh đô. Thái Minh Thuận là người đã có một pha bóng bật cao tương đối là ấn tượng ở trong tình huống phạt góc vừa rồi dành cho Châu Chiến. Văn Nhuần không hề có lỗi biên biên cơ dành cho Long An. Không được. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Anh Đức không thể bứt cao hơn nữa trên bản tổng sắp. Vẫn là Nguyễn Tài Lộc. Cơ hội không vào. Một tình huống mà hàng thủ của PVF CND đã bất ngờ bỏ quên Phan Tấn Tài. Nhưng ở trong tình huống tiếp xúc cuối cùng thì cầu thủ này lại có một pha đánh đầu không thực sự như ý muốn. Vẫn là các cầu thủ PVF CND. Rất nguy hiểm. Cơ hội được trao cho đôi chân của Thanh Nhàn. Nhưng vừa rồi thì Thanh Nhàn đã không thể tận dụng thành công. Rất đáng tiếc là Thanh Nhàn đã sút trượt bóng. Tài Lộc. Trọng Hóa. Rất thoáng dành cho Ngô Hoàng Anh. Chuyền bóng vào. Lúc này thì đang có một cầu thủ Long An bị đầu. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Đó là tình huống bay người đánh đầu của Khắc Vũ. Phan Tấn Tài có quả trúng. Hoàng Anh không vào. Một pha cứu thua 10-10 của Phí Minh Long. Vẫn là các cầu thủ Long An. Hợp lý. Đẩy biên. Trả ngược lại thương ai coi. Vẫn không vào. Và đá phạt của Đức Phú quá sâu. Đội chủ nhà Long An đánh đô. Sút tiếp. Rất nguy hiểm. Không có một ai chạm bóng thành công ở trong tình huống này. Sau đó là một pha va chạm rất mạnh. Phan Tấn Tài. Cơ hội không vào. Pha bay người tuyệt vời của Phí Minh Long để ngăn cản và đá phạt hàng rào ấn tượng của Phan Tấn Tài. Đây là một pha bóng mà Phan Tấn Tài đã đưa quả bóng qua hàng rào rất ngọt. Để trong. Đã đâu.
rất nguy hiểm. Vâng, không vào. Đáng tiếc là trong khu vực 5m50. Trần Đức Nam, pha xử lý đã bị bắt bài nhưng vẫn là một đường lên bóng dành cho PVF CND. Lê Minh Bình, tốc độ của Lê Minh Bình, cởi vào. Không cần phải tấn công nhiều, PVF CND đã có một tình huống hồi mã thương thành công. Bàn thắng được ghi bởi Thanh Nhàn. Được xem là tình huống nguy hiểm nhất ở trong trận đấu này dành cho PVF CND. Và họ đã sút tung lưới của thủ môn Trần Nhật Hà. Công lớn ở trong pha bóng này đó là những bước chạy thần tốc của Lê Minh Bình. Ở bên trong không chỉ có một mà tới có hai cầu thủ PVF CND có khả năng chạm bóng. Vẫn là các cầu thủ Long An. Đây là cơ hội dành cho đội chủ nhà. Tỷ số được quân bình là 1-0. Đó là cái tên Ngô Hoàng Anh. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Một cú đá ở góc gần, lực đi hơi nhẹ, nhưng có lẽ như vậy đã phần nào đó tạo ra một điểm bất ngờ với Phí Minh Long. Bàn thắng mang lại một sự tự tin lớn dành cho các cầu thủ của huấn luyện viên Nguyễn Đức. Cối vẫn sút tiếp, đó là một đường chuyền vào. Không không, lá cờ Việt Vị đã cớ lên rồi. Bàn thắng đã không được công nhận cho đội chủ nhà Long An sau khi mà họ đã để cho Long An có phần lấn lướt trong những phút đã qua. Hãy cùng theo dõi lại góc máy này, liệu rằng phải là một pha bóng Việt Vị chính xác hay không. Có cảm giác là đã có một lỗi Việt Vị ở trong tình huống này. Điểm yếu của Công Đỉnh có lẽ là các pha bóng tranh chấp tay đôi với một tiền vệ chỉ cao 1m63, 1m64. Quả tạt sâu rất nguy hiểm. Đó là một tình huống bật cao đến từ Ngô Viết Phú. Cười, suýt chút nữa là đã có sai sót ở trong pha bóng vừa rồi của Ngô Viết Phú. Đánh đầu và không chiến của trung vệ Nguyễn Khắc Vũ. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài Tăng Hoàng Tuấn đã cất lên, báo hiệu 90 phút cùng với 4 phút đá bù giờ trong màn đỏ sức tại sân vận động Long An. Giữa Long An cùng với PVF CND đã khép lại. Hai đội bất phân thắng bại với tỷ số là 1-0. Thanh Nhàn là người đã mở tỷ số dành cho các vị khách PVF CND. Nhưng sau đó thì Ngô Hoàng Anh là người đã giữ lại một điểm cho đội chủ sân Long An. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Long An cùng với PVF CND của FPT Play cũng xin được phép dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi bình luận tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.